trái em ạ. Lên cái file đầu tiên là em phải chưa này. Ừ, em đi. Lại nhá. Lại nhá, nhìn này. Đưa lên đây. Rồi các bạn, tập đi tập lại động tác này nào. Lên. Up. Không kẹp, vẫn để đây thôi. Lại nào. Up. Cái kẹp phải làm gì ấy? Nhìn anh tập không đấy. Nhìn này. Kẹp mách này. Nhìn anh đã rồi không làm nữa. Up. Chưa? Dừng ở đây. Wait. Up. Động tác này là như sau. Up một cái, tay trái đưa lên, tay phải đánh xuống không trong, xuống không ngoài, va vào, rồi đưa vào trong rồi va lên trên. Nhìn nguyên tay phải này, trong này, ngoài này, va này, đưa lên. Đồng thời tay này đã đưa lên rồi, sau này. Rồi. Vệ. Up. Tiếp tục này. Đánh tay trái. Một. Kéo sang bên hông. Đưa lên. Đánh tay phải. Kéo sang bên hông. Rồi tay trái xoay một vòng đưa xuống thì tay phải đưa lên. Rồi. Chuẩn bị này. Làm lần lượt nhá. Lần thứ nhất làm như sau. Một. Hai rồi. Một. Đưa lên. Được chưa? Chuẩn bị. Up. Hoàng làm gì đấy Hoàng? Lại. Up. Bây giờ chú ý này, tay trái đánh đơn giản với số 4 thôi. Và lên. Đây là lần up thứ 2 nhá. Lần up thứ 3, chú ý này. Lần up thứ 3 sẽ như sau. Đánh sang. Chúng ta dừng ở đây. Chú ý, phải chú ý nhất cái đoạn này đó là khi tay phải kéo gôn sang không bên phải, kéo thì cắm cái đầu gôn vào. Rồi, không phải lệch ra sau mà cắm đây thôi. Khi mà cái tay phải kéo sang bên này, đồng thời lúc tay phải kéo sang bên này thì tay trái đã xoay một vòng để đưa lên. Tức là như thế này, khi tay phải đưa ở đây thì tay trái đã xoay được một vòng ở đây rồi. Khi tay trái đưa về kẹp nách thì là tay phải đưa lên trên, được chưa? Đấy là chia làm 3 phần. Đấy. Tập nhấn nhá, đúng theo nhịp nhá. Up. 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 Tay nào? Vị. Anh Vi ơi, cái lần up cuối là tay nào của gái? Tay phải của mình làm gì? Tay phải của chị. Vị. Up. Up lần thứ hai, tay trái đánh số 4 thành công đưa lên trên nhá. Up. Lần này này. Up lần nữa này. Đánh ra đây thì lúc nhớ là lúc kéo lên thì tay này xoay một vòng rồi. Khi hết số 4 đưa lên trên thì tay trái nó cũng là xuống dưới nhá. Vị. Up. Kém nhanh luôn đi em, sao lại cứ để đoạn cuối nó bị ấy thế? Nào. Lại chuẩn bị nhá. Up. Lại đi. Tập trung vào nhá. Up. 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 Nào, chuẩn bị lại nào. Up. Thả tay xuống cho nó bỏ chú ý á.
đứng tại chỗ, thả lỏng tay ra thôi. Mình đánh tiếp đấy nhá. Được thằng chưa? Vệ. Có một cái côn nữa mà. À, nào chuẩn bị ở tư thế này đi em. Anh chỉnh đấy nhá. Rồi anh chỉnh này. Up. Bye. Lần 1 kết hợp up lần 2. Vậy. Up. Up. Lại. Up. Up. Tiếp tục lần 3. Rồi, nhịp chàng vào nhá. Chuẩn bị. Lần này up 3 lần liên tục. Up. 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 Làm đều nhau vào nhá. Chuẩn bị. Lần 5 lần như thế nữa. Sao về lại cứ nhả nách ra thế Hoàng? Vị. Up. 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 Vị. Up. Up. Rồi làm liền nhau này. Hô up một cái là làm liên tục và nhịp nhàng nhá. Khỏi không? Không. Vậy. Các bạn chú ý này. Với cái động tác này, khi mà chúng ta đưa cái tay lên để như thế này ấy, cái tay trái này, chú ý tay trái này, để cho nó không vô dụng chỉ là cái đưa lên, chúng ta nhớ là bạt một cái, bạt lên nhé này, bạt lên, bạt lên như này theo kiểu chéo này, tức là ép vào trong một tí rồi bạt chéo lên như sau này, để bạt lên này. Chứ không phải là đưa thẳng lên nữa, mà chúng ta nhớ là bạt chéo một chút lên trên, được chưa? Thử tập như thế xem. Chuẩn bị. Up. Đánh luôn, tôi đánh luôn. Đấy, nãy anh đã bảo là hô up một cái là sẽ đánh liền luôn mà. Một lần thôi. Nào. Up. Up. Thì anh sẽ hô liên tiếp 3 lần 1, 3 lần 1.
mỗi lần up là một lần hoàn thành động tác này. Các bạn chú ý này, về phát anh hô up phát lại là ra như đầu tiên luôn nhá. Up, up, up. Rồi chưa tập trung đúng không, thả lỏng tại chỗ vài giây, tập trung vào, nhắm mắt vào đấy. Lát nữa các bạn yêu cầu tất cả các bạn nhắm hết mắt vào. Hô 3 lần liên tiếp mà về lại đánh được 3 lần như thế. Nâng cao lên. Mắt nắm chỗ này như sao? Sẵn sàng chưa? Về. Up. Up. Nhắm mắt vào. Up. Tiếp. Up. Nhắm hết mắt vào nha. Up. 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 Lần này vô dồn dập đấy nha, về phát ra luôn đấy. Up. Rồi, từng tất cả các bạn nghỉ. Bây giờ Đức là người làm đầu tiên theo tiếng hô của anh. Tất cả các bạn khác bỏ hết côn xuống, thả lỏng tay. Quay bạn Đức. Vệ. Nào đứng lên trên một tí, tránh em bé ra. Nhắm mắt vào. Up. Lại. Up. 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 Rất tốt. Up. Tốt. Nghỉ tại chỗ. Chuẩn bị. Quay sang bên này. Kéo nách vào. Cầm sâu xuống một tí. Cầm sâu xuống mà cũng phải nhìn à. Cảm giác thôi. Tay kia dương cao lên. Up. Lại. Lại. Up. Hai, lại. Nhắm mắt vào. Up. Đánh không dứt khoát sang bên kia để nó đánh hông nhá. Up. Kéo sang, xoay, bên kia xoay hai cái. Kéo lên một cái, rồi lên. Up. Chưa nhịp nhàng lắm. Up. Làm gì đấy? Lại. Không được mở mắt. Up. Làm gì đấy? Lại. Tay phải làm gì nhỉ? Đánh số 8 mà. Up. Cái tay cây kia làm gì? Cái này chỉ xoay ở ngoài rồi kẹp nách tay kia đưa lên thôi. Rồi. Đứng ra một góc tự luyện. Hoàng. Vệ, nhắm mắt vào nha. Up. 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 Hai. Up. Up. Lối rồi nhá. Lại. Up.
Tốt. Up. Up. Tốt. Quỳ tại chỗ. Quỳ. Quỳ. Nhắm mắt vào. Up. 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 Rất tốt, nghỉ tại chỗ. Rất được. Được, đứng lui ra đây. Đứng đây cũng được. Nhắm mắt. Tay kia giơ cao lên. Rồi. Up. Tốt. Up. Up. Tốt. Up. Up. Rất tốt, nghỉ tại chỗ. Đấy nào. Cũng phải đứng ở đây tập. Anh nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Đứng hai chân rộng này. Up. Lúc về là tay phải đánh số 4, kéo về đây nhá. Rồi tay trái đánh số 0 để xuống. Up. Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. Up. Tay phải lên là được. Còn được rồi, còn một cái cuối. Làm lần nữa. Up. Đánh cái trái sang, kéo về tay phải đánh đánh số 4 sang. Rồi kéo về xoay vào, kẹp lên, xong. Ok. Rồi cảm ơn anh. Rồi nghỉ.